Hi everyone, welcome back to layahay.com. Our lesson today is Vocabulary and Listening Unit 2 Days. Cô xin chào các em, chào mừng các em đến với layahay.com. Và bài học hôm nay của cô đó là phần Từ vựng và nghe, bài số 2, ngày. Bài học hôm nay cô và các em sẽ được học về Special Days, là những ngày đặc biệt. I can understand the main idea in the interview about a celebration. Tôi có thể hiểu được những cái ý chính ở trong một cuộc phỏng vấn về các ngày lễ. Chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên. Think, what are the most important celebrations in your country? Yêu cầu của nội dung đầu tiên là các em hãy nghĩ xem những dịp lễ quan trọng nhất ở đất nước em là gì. Thì các em có thể thấy là cái dịp lễ quan trọng nhất ở nước ta đó là Tết Nguyên Đán nè, Tết Trung Thu, hoặc là ngày Quốc Khánh, ngày Nhà giáo Việt Nam, hay là Giỗ Tổ Hùng Vương và rất nhiều ngày lễ khác. Đối với hoạt động này thì cô sẽ kể tên cho các em những ngày lễ như sau. Task, think. The most important celebration in Vietnam are important celebration in Vietnam are Lunar New Year, Mid-Autumn Festival, Independence Day, Vietnamese Teacher Day, Hong Kong Anniversary, The most important celebrations in Vietnam are Lunar New Year, Midterm Festival, Independence Day, Vietnamese Teacher Day, Hồng Kinh University. Những dịp lễ quan trọng nhất ở Việt Nam đó là Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, Ngày Quốc Khánh, Ngày Nhà giáo Việt Nam và Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Đó là nội dung hoạt động đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển đến hoạt động tiếp theo. Activity 1. Complete the question now with the words in the box. Yêu cầu hoạt động số 1 là các em hãy hoàn thành bảng câu hỏi với các từ trong khung. Dưới đây chúng ta có những từ sau. Sing có nghĩa là hát, dance, nhảy, play, chơi, celebrate, tổ chức, wear, mặc, have, có, give là đưa, visit, ghé thăm, go out, đi ra ngoài, invite, mời và make có nghĩa làm. Chúng ta sẽ quay lại 6 câu hỏi ở trên. Happy days là một ngày hạnh phúc. When is a special day and you want to celebrate, what do you do? Khi đó là một ngày đặc biệt và bạn muốn ăn mừng thì bạn sẽ làm gì? Thì dưới đây là những việc chúng ta sẽ cần làm.
Do you ever? Bạn đã từng want song music or? Ở đây chúng ta thấy có từ song là bài hát, music âm nhạc hoặc gì đó. Thì câu số 1 cô sẽ điền những từ đó là sing, play and dance. Sing a song có nghĩa là hát bằng bài hát. Play music là chơi nhạc hoặc nhảy. Number 1. Sing, play or dance. 2. Or crazy clothes or custom. Thì câu số 2 cô sẽ điền wear and make. Three, present to people là tặng quà cho ai đó thì cô sẽ có từ give, present to people. Four, with your family or friends, với gia đình hoặc bạn bè thì cô sẽ điền go out là đi ra ngoài. Five, people or people to your house. Câu số 5 cô sẽ điền từ visit people or invite. And number 6, a special family meal. Và cô sẽ điền từ cuối cùng đó là have. Cô sẽ giải thích toàn bộ nội dung bài này như sau. Happy days là những ngày hạnh phúc. When it's a special day and you want to celebrate, what do you do? Khi đó là một ngày đặc biệt và bạn muốn ăn mừng thì bạn sẽ làm gì? Do you ever, bạn đã từng one, sing song, play music or dance, hát các bài hát, chơi nhạc hoặc khiêu vũ. Two, wear or make crazy clothes or costume, mặc hoặc là làm một bộ quần áo hoặc trang phục điên rồ. Three, give presents to people, tặng quà cho mọi người. Four, go out with your family or friends, đi chơi với gia đình hoặc bạn bè của bạn. Five, visit people or invite people to your house, thăm mọi người hoặc mời mọi người đến nhà của bạn. 6. Have special family meal, có một bữa ăn gia đình đặc biệt. Đó là nội dung hoạt động đầu tiên cô đã hoàn thành xong. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển đến activity 2. Activity 2. Read the study strategy, then look at exercise 3. What is the radio program about? What topic or words do you need to listen for? Yêu cầu hoạt động số 2 là các em hãy đọc chiến lược học tập, sau đó là xem lại bài tập số 3. Cái chương trình phát thanh nói về điều gì? Và các em cần nghe những chủ đề hoặc từ vựng nào? Và bây giờ thì cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của chiến lược học tập. Study strategy, chiến lược học tập. Preparing to listen, chuẩn bị nghe. Read the listening question carefully before listening, hãy đọc kỹ câu hỏi nghe trước khi nghe. Look at the title of the text and the photo to help you predict what to hear, hãy nhìn vào tiêu đề của văn bản và các bức ảnh để giúp các em có thể tiên đoán được những gì sẽ nghe. Thì bây giờ các em hãy quan sát những bức ảnh trong bài tập số 3 để biết được rằng những cái chương trình phát thanh đang nói về điều gì. Và chúng ta sẽ cần những cái từ vựng liên quan đến đề tài nào. Như vậy là chúng ta có thể thấy trong những bức tranh thứ 3 thì chúng ta có pháo hoa nè, con lân nè và những cái bao lì xì. Thì chương trình phát thanh đang nói về những ngày đặc biệt hoặc là ngày lễ kỷ niệm. Và các từ mà chúng ta cần nghe được đó là pháo hoa hay là phở hay mú lân hay là lì xì. Thì cô sẽ trả lời như sau. Task 2. The radio program is about special day or a celebration. Or celebration.
to listen for words such as firework. Noodles, lion dance, and lucky money. Cái chương trình phát thanh thì đang nói về những ngày đặc biệt hoặc là lễ kỷ niệm, thì tôi cần nghe các từ như là pháo hoa, phở, múa lân hoặc bao lì xì. Đó là nội dung hoạt động thứ hai. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến hoạt động tiếp theo. Activity 3. Read the introduction to the radio program. Then listen. In what order do they mention the object in the photos? Yêu cầu hoạt động số 3 là các em hãy đọc phần giới thiệu về chương trình radio, sau đó nghe và họ đề cập đến các ảnh theo trình tự nào. Thì dưới đây chúng ta có 4 bức ảnh. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe và sau đó là điền thứ tự thích hợp cho 4 bức ảnh này. D, B, C, A. Unit 2. Vocabulary and listening. Exercises 3 and 4. The streets look really pretty. Yes, I love the Tet Festival. It's for Lunar New Year. People decorate the streets. It looks lovely. These red envelopes are nice. Yes, they're for money. For money? Really? Yes, adults give money to children in the envelopes. It gives them good luck for the new year. That's nice. Yes, it is. Children are happy at Lunar New Year. What do you do before Lunar New Year? Well, people clean their houses. They clean? Yes, it's very important for Vietnamese people that things are new for Lunar New Year. People decorate their homes with flowers too. Ah, okay. And do you have a special meal? Yes, we do. There's a lot of different food, and we often eat vegetarian food. Ah, okay. When's that? That's on the first day of the Lunar New Year Festival. Where do you eat? At my grandmother's house. It's a very big meal. Who does she invite? Oh, she invites all the family. Is that typical Vietnamese music? Yes, that's the lion dance. Look, it's outside the restaurant. Does the lion stop at all the restaurants? Yes, it does. That's amazing. What's that? It's okay. Those are fireworks. Do you like fireworks? No, I don't. I think they're dangerous. No, they're not dangerous, but they're very noisy. Như vậy là cô và Kem vừa lắng nghe xong. Thì nội dung đầu tiên mà tác giả đã đề cập đến đó là những cái bao lì xì. Tác giả có nhắc đến từ đó là lucky money. Tiếp theo đó là phở. Thì tác giả không nói đến phở mà tác giả có đề cập đến đó là special food. Và tiếp theo thì tác giả đề cập đến lion dance và chúng ta nghe được từ đó là lion dance. Và cuối cùng thì tác giả có nói đến từ firework là pháo hoa. Thì đây là thứ tự của 4 bức tranh. Task 3. Number 1. Bức tranh đầu tiên. Thứ tự đầu tiên sẽ là picture D. Thứ tự thứ hai đó là picture B.
Thứ tự thứ ba đó là picture number C for picture A. Thì đó là thứ tự của hoạt động thứ ba này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển đến hoạt động tiếp theo. Activity 4. Listen again and write true or false. Yêu cầu hoạt động số 4 là các em hãy nghe lại và viết đúng hoặc sai. Thì dưới đây chúng ta có 5 câu. Bây giờ cô sẽ giải thích nội dung của 5 câu này, sau đó chúng ta sẽ cùng nghe lại và trả lời cho hoạt động thứ 4 này. Chúng ta sẽ đến với câu đầu tiên. Number 1. People give money as present at Lunar New Year. Mọi người thì tặng tiền như là một món quà vào Tết âm lịch. 2. People eat a lot before Lunar New Year. Mọi người thì sẽ ăn nhiều trước Tết âm lịch. 3. People eat a lot of meat at Lunar New Year. Mọi người thì ăn rất là nhiều thịt vào ngày Tết âm lịch. 4. The grandmother invites all the family to a big meal. Bà thì thường sẽ mời mọi người trong gia đình đến bữa ăn lớn. 5. The lion only stops at some restaurant. Con lân thì chỉ dừng lại ở một số nhà hàng. Đó là nội dung 5 câu này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe và hoàn thành bài tập này. Unit 2. Vocabulary and listening. Exercises 3 and 4. The streets look really pretty. Yes, I love the Tet Festival. It's for Lunar New Year. People decorate the streets. It looks lovely. These red envelopes are nice. Yes, they're for money. For money? Really? Yes, adults give money to children in the envelopes. It gives them good luck for the new year. That's nice. Yes, it is. Children are happy at Lunar New Year. What do you do before Lunar New Year? Well, people clean their houses. They clean? Yes, it's very important for Vietnamese people that things are new for Lunar New Year. People decorate their homes with flowers too. Ah, okay. And do you have a special meal? Yes, we do. There's a lot of different food and we often eat vegetarian food. Ah, okay. When's that? That's on the first day of the Lunar New Year Festival. Where do you eat? At my grandmother's house. It's a very big meal. Who does she invite? Oh, she invites all the family. Is that typical Vietnamese music? Yes, that's the lion dance. Look, it's outside the restaurant. Does the lion stop at all the restaurants? Yes, it does. That's amazing. What's that? It's okay. Those are fireworks. Do you like fireworks? No, I don't. I think they're dangerous. No, they're not dangerous, but they're very noisy. Như vậy là cô và Kem vừa lắng nghe xong và cô cũng đã hoàn thành xong 5 câu hỏi. Thì đối với number 1 and 2 thì cô sẽ chọn đáp án là đúng. 2, 3 and 5 cô sẽ chọn đáp án là false, sai. Thì sau đây cô sẽ có một đoạn audio script về bài nghe. Cô và Kem sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung và kiểm tra lại đáp án của chúng ta trong hoạt động số 3 và số 4. Chúng ta có đoạn hội thoại thứ nhất. Bạn gái đầu tiên: những con đường này trông thật sự rất là đẹp. Bạn nữ thứ hai: vâng, tôi rất thích ngày Tết,
bởi vì người ta sẽ trang trí đường phố cho Tết Nguyên Đán. Bạn nữ thứ nhất, trông thật là đáng yêu, những chiếc phong bì màu đỏ này thật là đẹp. Vâng, đúng vậy, chúng dùng để lì xì. Để lì xì ư, thật à? Vâng, tôi thì sẽ lì xì cho trẻ em trong phong bì và nó sẽ mang lại may mắn cho bọn trẻ vào năm mới. Điều đó hay đó. Vâng, đúng vậy, trẻ em sẽ rất vui vào dịp Tết Nguyên Đán. Và từ nội dung bài hội thoại thứ nhất thì các em có thể thấy là trong hoạt động thứ ba, bức tranh đầu tiên được nhắc đến đó là những cái bao lì xì. Và trong câu hỏi thứ nhất của hoạt động thứ tư thì mọi người sẽ tặng tiền xem như là một món quà ngày năm mới. Thì chúng ta có câu give money to children in the envelope. Is give them good luck for the new year. Thì cô sẽ chọn đáp án là đúng, chính xác. Tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển đến đoạn hội thoại thứ hai. Bạn nữ, bạn sẽ làm gì vào trước ngày Tết Nguyên Đán? Nam, chà, mọi người sẽ lau dọn nhà cửa. Bạn nữ, sẽ lau dọn ư? Bạn nam, vâng, đúng vậy, nó thì là một điều rất quan trọng đối với người Việt Nam. Mọi thứ cần phải mới vào ngày Tết Nguyên Đán và mọi người cũng trang trí nhà cửa của họ với hoa. À, được rồi, và bạn có một bữa ăn đặc biệt không? Bạn nam, vâng, chúng tôi có rất là nhiều thức ăn khác nhau và chúng tôi thường ăn đồ chay. À vâng, đó là khi nào? Đó là vào ngày mùng 1 Tết. Bạn sẽ ăn ở đâu? Ở nhà của ông bà, và nó là một bữa ăn rất là lớn. Và ba của bạn sẽ mời ai? Ồ, bà mình sẽ mời cả nhà. Thì với nội dung của bài hội thoại thứ hai, các em có thể thấy là nội dung được đề cập đến ở đây đó là food, thức ăn. Cho nên bức tranh B sẽ là bức tranh thứ hai được chúng ta nhắc đến. Và tiếp theo trong hoạt động thứ tư, câu hỏi thứ hai, tác giả có nói rằng mọi người sẽ ăn rất là nhiều thức ăn trước cái ngày lễ Nguyên Đán. Và tiếp theo là câu hỏi thứ hai trong hoạt động thứ tư thì tác giả có nói là mọi người thì ăn rất là nhiều trước ngày lễ Tết Nguyên Đán. Thì câu đó cô sẽ chọn đáp án là sai, bởi vì mọi người sẽ không ăn mà mọi người sẽ lau dọn nhà cửa. Clean their house. Và tiếp theo đó là mọi người sẽ ăn rất là nhiều thịt vào ngày Tết Nguyên Đán. Thì câu này cô sẽ lựa chọn đáp án sai, bởi vì họ sẽ ăn những cái loại thức ăn khác nhau và thường là sẽ ăn chay. Và cuối cùng chúng ta sẽ di chuyển đến bài hội thoại thứ ba. Bạn nữ đầu tiên hỏi rằng đó có phải là âm nhạc đặc trưng của người Việt Nam hay không? Bạn nữ thứ hai trả lời, vâng, đó là múa lân, hãy nhìn kìa, nó thì ở bên ngoài nhà hàng. Con lân thì sẽ dừng lại ở tất cả các nhà hàng phải không? Vâng, đúng vậy. Thật tuyệt, kia là gì vậy? Không có gì, đó là pháo hoa. Bạn có thích pháo hoa hay không? Không, tôi thì không thích, bởi vì tôi nghĩ nó rất là nguy hiểm. Và bạn nữ thứ hai trả lời, không, nó thì không có nguy hiểm, nhưng mà nó thì rất là ồn ào. Và đó là nội dung hoạt động thứ ba. Thì sau khi kết thúc hoạt động thứ ba này thì các em có thể thấy là nội dung tiếp theo được tác giả nhắc đến trong bài tập thứ ba đó là Lion Dance. Và tiếp theo đó là Firework 3-4. Và tiếp theo đó là câu hỏi thứ 5. Câu hỏi thứ 5 ở hoạt động thứ 4 đó là những cái con lân thì sẽ chỉ dừng lại ở một vài nhà hàng, thì cô sẽ chọn đáp án là sai. Bởi vì bạn nói là nó sẽ dừng lại ở tất cả các nhà hàng phải không? Và bạn trả lời là vâng, đúng vậy. Và đối với câu hỏi thứ 4 ở bài tập số 4 thì bạn nữ có hỏi là bà sẽ mời ai? Thì bạn nam trả lời là sẽ mời tất cả những người thân trong gia đình. Cho nên câu số 4 cô sẽ lựa chọn đáp án đó là đúng. Bởi vì bà sẽ mời tất cả những người thân trong gia đình để thưởng thức một bữa ăn rất là lớn. Thì đó là toàn bộ nội dung bài hội thoại của chúng ta. Và cô cũng đã giải thích đáp án của bài tập số 3 và số 4. Bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển đến hoạt động tiếp theo. Activity 5 uses
Working groups ask and answer the question in the Happy Days questionnaire in exercise 1. Use effort of frequency in your answer. Yêu cầu bài tập số 5 là các em hãy cùng thực hành làm việc theo nhóm, hỏi và trả lời những câu hỏi trong bảng câu hỏi Happy Day ở bài tập số 1. Và các em có thể sử dụng những trạng từ chỉ tần suất trong câu trả lời của các em. Cô có ví dụ sau. Do you ever sing song? Bạn có hát bao giờ chưa? Yes, sometime. No, not usual. No, never. Có thi thoảng, không, không thường xuyên hoặc không, chưa bao giờ. Thì các em thấy là trong câu trả lời của chúng ta, cô có sử dụng trạng từ chỉ tần suất ở đây đó là sometime, usual và never. Thì sau đây cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập này như sau. Cô cũng sẽ chia làm hai nhân vật A và B. A. Do you ever play music or dance? B. Yes, very usual. A. Do you ever wear or make crazy clothes or custom? B. No, never. Do you ever give presents to people? Yes, sometimes. Do you ever go out with your family or friends? Yes, very often. Do you ever visit people or invite people to your house? Yes, very usual. Do you ever have special day family meals? Và đó là toàn bộ nội dung trong hoạt động thứ 5 này. Cô sẽ giải thích nội dung như sau. A. Bạn có bao giờ chơi nhạc hoặc khiêu vũ không? B. Vâng, rất thường xuyên. A. Bạn có bao giờ mặc hoặc làm những bộ quần áo hoặc trang phục điên rồ hay không? B. Không, không bao giờ. A. Bạn có bao giờ tặng quà cho mọi người hay không? B. Có, đôi khi. A. Bạn có bao giờ đi chơi với gia đình hoặc bạn bè của bạn hay không? B. Có, rất thường xuyên. A. Bạn có bao giờ ghé thăm mọi người hoặc mời mọi người đến nhà của bạn không? B. Vâng, rất thường xuyên. A. Bạn có bao giờ có một bữa ăn gia đình đặc biệt hay không? Thì B trả lời yes, sometimes on special day. Có, đôi khi là vào những ngày đặc biệt. Thì đó là toàn bộ nội dung của bài tập số 5 này. Như vậy là cô và các em đã hoàn thành xong 5 bài tập trong phần Vocabulary and Listening Unit 2. Và bài học của cô đến đây là kết thúc. Thanks a lot for your watching and have a nice day. Cảm ơn các em đã theo dõi và chúc các em có một ngày học tập thật hiệu quả với lời dạy hay. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng tiếp theo.